<laughs> xin chào các anh chị à, bên các anh chị nghe được rõ không ạ à? rồi vậy mình bắt đầu ha Tự ra vô nãy giờ nhưng mà nán nán đợi lúc tôi vào là mấy anh chị được khoảng hai trăm rưỡi thì nán nán đợi một tí thì giờ được bốn trăm mấy rồi À, hôm nay là mình học một cái phần của là sinh lý tiêu hóa à, cái cái chương này á nó nó không có khó nó không có nhiều nhiều cái để lập luận chủ yếu á, là nó là là vai trò nhớ 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 nhiều hơn là so với là những cái áp dụng khác thì với cái chương này mấy anh chị học cũng tương đối uh, nó dễ thì cũng dễ nhưng mà nó có quá nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ buộc phải nhớ thôi thì cái này là chịu khó một chút xíu thì sinh lý của hệ tiêu hóa nó là một cái câu chuyện kể từ lúc mà mình cho miếng thức ăn đi vào miệng nó sẽ trải đi qua các khoang thì đó là khoang miệng nè ha khúc này là thực quản dạ dày ruột non ruột già và đi qua hậu môn à, để mà kết thúc quá trình của tiêu hóa thì đối với trong cái phần thi của các anh chị á, thì mình sẽ là thi hai cái phần là sinh lý tiêu hóa ở dạ dày và sinh lý tiêu hóa ở ruột non à, đây là hai cái phần được gọi là trọng tâm lớn của cái chương tiêu hóa à, những cái phần của miệng nè thực quản với là của cái khúc ruột dạ nó không có bao nhiêu kiến thức hết nên là thực ra đối với cái chương tiêu hóa này á, là mấy anh chị là à, coi như là trong cái phần thi là nó chiếm tới 2 phần ba cái tổng số lượng kiến thức trong cái phần sinh lý tiêu hóa thì đối với sinh lý tiêu hóa trong tất cả những cái khoang mà mình vừa kể thì cái khoang nào nó cũng sẽ có những cái hoạt động, bốn cái hoạt động mà trên slide mô tả như thế này, đó là hoạt động cơ học. Cơ học là ví dụ như là cắn nè, nhai nè, nghiền nè, xé nè, co bóp nè, nhu động nè, vân vân, tức là những cái thứ những cái động từ hồi nãy giờ mà mình không có nãy giờ kể á thì nó là của hoạt động cơ học. Còn hoạt động bài tiết là cái gì? Hoạt động bài tiết là mỗi một cái khoang này nó đều có cái khả năng tiết ra những cái enzyme để giúp tiêu hóa thức ăn ví dụ như ở miệng đi thì mình có nước bọt đó là hoạt động bài tiết ra nước bọt ở dạ dày mình có hoạt động bài tiết ra dịch vị vân vân ở ruột thì có bài tiết ra dịch ruột vân vân thì đó là bài tiết ra cái dịch chứa cái men để dành tiêu hóa thức ăn còn cái hoạt động tiêu hóa là gì là cái quá trình mà cái men hồi nãy tiết ra đó nó sẽ làm cái gì đi lên trên cái phân tử thức ăn của mình. Ví dụ như là mình có lipase để mà mình tiêu hóa cái lipid, mình có cái Uh, những cái protein để mà mình cắt những cái phân tử protein trở thành những phân tử axit amin thì cái động tác mà những cái men tiêu hóa đó nó cắt những phân tử thức ăn lớn để trở thành những phân tử thức ăn mà đơn vị nhỏ nhất tận cùng nhất á đối với carbon hydrate thì mình có là luco đúng không đối với protein thì nó phải tới cuối cùng là axit amin và đối với cái mỡ thì nó phải tới là axit béo thì đó là cái hoạt động tiêu hóa còn hoạt động hấp thu là cái quá trình mà những cái phân tử nhỏ nhất có thể đó đó, nó được cái phân nó được cái tế bào của cái niêm mạc ruột này mang đi vào bên trong lòng của nó như thế nào thì đó là hoạt động hấp thu thì đó là bốn cái hoạt động uh, mà có ở trong hệ tiêu hóa tùy theo mỗi một cái khoang này thì nó sẽ có là hoạt động nào uh, có mặt nào hoặc là cái hoạt động nào nó nổi trội đối với dạ dày á thì trong bốn cái hoạt động mà mình vừa kể thì dạ dày nó sẽ có hai hai cái hoạt động nổi trội đó là cái hoạt động cơ học và hoạt động bài tiết. Còn cái quá trình mà hoạt động tiêu hóa và hấp thu thì là ở dạ dày nó không có cái quá trình đó. Vậy thì mình sẽ coi ở hoạt động tiêu hóa và bài uh, tiêu hóa và bài tiết của dạ dày nó sẽ có cái gì trong này ha. À, trước hết nói sơ về giải phẫu sinh lý của dạ dày thì dạ dày nó sẽ được chia ra làm ba phần đây là đáy vị nằm ở phía bên trên nè thân vị và hang vị nằm ở dưới này mình có hai cái cửa một cái cửa đi vào và một cái cửa đi ra à, mỗi một cái cửa này mình sẽ có một cái cơ vòng nằm ở đây ha ví dụ như là ở đây là cơ vòng tâm vị ở dưới đây nó sẽ là cơ vòng môn vị để đóng lại phép kính của cái dạ dày thì thành dạ dày nó sẽ có bốn lớp mình tính từ ở ngoài đi vào ha, mình sẽ có lớp đầu tiên đó là lớp thanh mạc kế đến là lớp cơ kế đến nữa là lớp dưới niêm và tận sau trong cùng là lớp niêm mạc thì đó là bốn lớp lớn à, tuy nhiên trong cái lớp cơ này nè nó sẽ có hai cái lớp cơ hai uh, cái lớp cơ nhỏ đó là cái lớp cơ dọc nằm ở ngoài và cơ vòng nằm ở trong Ha, vậy nên là bốn lớp lớn nhưng mà tính ra là mình sẽ có là năm lớp ở trong đó thì trải dài theo cái chiều dài của cái ống tiêu hóa sẽ có những cái đám rối thần kinh có những cái đám rối thần kinh để mà nó điều hòa cái hoạt động của cái uh, nguyên một cái đám ruột ở trong bụng của mình ha thì ở đây mình sẽ có là hai cái nhóm thần kinh đó là một cái đám rối thần kinh cơ ruột và đám rối thần kinh dưới niêm tự cái tên của nó nó đang gợi ý cho mình nhớ là cái vị trí nó nằm ở đâu ví dụ như đám rối thần kinh cơ ruột thì là nó sẽ nằm ở cái lớp cơ còn đám rối thần kinh dưới niêm thì là cái đám này nó sẽ nằm ở ngay lớp của dưới niêm mạc thì đó là hai cái nhóm thần kinh để mà chi phối điều hòa cho cái hoạt động của ruột về hoạt động cơ học thì mình sẽ có năm năm cái năm cái động tác được gọi là hoạt động cơ học của cái dạ dày thứ nhất là chức năng chứa đựng thức ăn thứ hai là co bóp nhu động thứ ba là cử động nhào trộn thứ tư là sự tống thoát thức ăn khỏi dạ dày và thứ năm là cử động lúc đói mấy này thật là đọc ra là hiểu nhưng mà chịu phải nhớ thì đối với cái chức năng chứa đựng thức ăn là gì khi đói á, dạ dày chứa cỡ khoảng 50 ml thôi nhưng mà khi mà nó nó có khả năng chứa được 1.5 lít nhưng cái quan trọng ở chỗ là nó tăng từ 50 ml lên tới 1.5 lít nhưng mà nó không có làm cho mình có cảm giác là là đầy bụng khó chịu ngoại trừ khi nào mà mình ăn một bữa ăn quá thịnh soạn ngon quá mình nuốt quá trời nhiều hơn thôi thì lúc đó mình mới có cảm giác khó chịu thì thế thì tại sao mà dạ dày nó có khả năng mà nó uh, nó giãn nhanh để mà chứa đựng được một cái lượng lớn thức ăn đó là ở thành của nó nó sẽ có những cái thụ thể căng thì những cái thụ thể này nó cảm nhận được sự căng căng của cái uh, của cái thành dạ dày thì khi này á nó sẽ cho những cái tín hiệu để mà nó làm giảm trương lực của cơ vậy thì á là mình có ba phần là đái vị thân vị và hang môn vị thì nó sẽ chủ yếu là nó giảm ở những vùng nghèo mà là cái cái diện tích của nó lớn để có thể chứa đựng cái thức ăn nhiều thì là chủ yếu là nó sẽ giảm cái trương lực cơ ở đáy vị và ở thân thân vị để làm một cái động tác được gọi là giãn ra để tiếp nhận cái lượng thức ăn chính vì vậy mà cái thành dạ dày này nó sẽ được phình dần 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 ra phía ngoài và khi mà cái lượng thức ăn mới mà mình ăn vào á thì nó sẽ chạy đi vào ở trung tâm nè và nó đẩy cái lượng thức ăn cũ dần ra phía ngoài đó là cái cách mà nó sắp xếp thức ăn khi mà mình ăn vào. Cái hoạt um, động cơ học thứ hai đó là co bóp nhu động là dạ dày nó sẽ có những cái co bóp khoảng là 3 tới 4 lần một phút cái này nó giống như là sóng biển vậy mấy anh chị mình cứ tính một phút mình sẽ có là ba tới bốn luồng sóng nó nó ập đi vô vờ, bờ đi thì ở trên dạ dày nó sẽ có là ba bốn luồng sóng nó trải dài từ ở phía trên của dạ dày trải dài xuống theo cái chiều dọc của nó thì, thì những cái luồng này nó có vai trò là nó nó tống thức ăn theo cái chiều đi xuống để nó mong muốn là nó sẽ tống thức ăn ăn rời khỏi dạ dày ha qua khỏi cái cơ môn vị à, cái thứ hai á là vì ở chỗ này nè cái cơ vòng môn vị này á nó sẽ có khuynh hướng là đóng, nó sẽ có khuynh hướng là đóng. Nó chỉ có mở một cái lỗ rất là nhỏ thôi và chỉ có những khi nào mà thức ăn này nó trở thành cái dưỡng chất mịn á thì á là nó mới là chạy được đi qua khỏi cái lỗ này để đảm bảo là cái những cái hoạt động cơ học này nó nó biến cái phân tử thức ăn lớn trở thành thức ăn nhỏ rồi thì mới là đem đi xuống ruột non để chuẩn bị cho cái quá trình mà uh, tiêu hóa tiếp và hấp thu thì mình sẽ thấy là ở trên là một cái luồng sóng đẩy xuống gặp cái cơ gặp cái cửa đóng kín ở dưới này thì theo phản xạ là cái đám thức ăn này nó sẽ bị dội ngược trở lên vậy thì mình sẽ thấy là đẩy xuống dội lên đẩy xuống dội lên cái động tác đó họ gọi là cử động nhào trộn và nhờ cái động tác đó nó sẽ giúp phân tử thức ăn lớn nè nó sẽ được bẻ thành những phân tử thức ăn nhỏ hơn và đồng thời nó sẽ là một cái động tác để nó thấm nó thấm nó trộn đều với cái dịch vị của cái dạ dày Sóng co thắt lưu động, à, viết tắt là MMC, thì cái sóng này là cái gì? Sau khi mà mấy anh chị để ý, ví dụ như mình bị bỏ đói, bỏ đói một thời gian dài nha, ở đây họ nói là cỡ khoảng là nửa ngày cho tới một ngày, á, 12 giờ cho tới 24 giờ, thì là à, đôi lúc mình sẽ cảm giác là có một cái tiếng kêu cái ó ở trong bụng của mình á, và nó có thể là nó nó làm cho mình có cảm giác thắt đau luôn thì cái này á, nó là sống co thắt lưu động và nó sẽ xuất hiện sau khi bữa ăn cuối ít nhất là 12 tiếng và cỡ khoảng 60 cho tới 90 phút mình mới có một cái lần có một cái luồng sống lớn như vậy thì cái luồng sống lớn này nó không chỉ là co thắt ở trên dạ dày không mà nó còn là một cái sống lớn cho thắt xuống cả cái quá trình ruột non luôn vai trò của nó là nhằm để bảo vệ bảo vệ cơ thể ví dụ như á làm họ sẽ sợ uh, nó sẽ sợ là uh, ví dụ như có vi khuẩn chạy ngược lên hay là quá trình trào ngược đó thì là những cái sóng này nó sẽ tống tống thức ăn theo cái chiều là đi xuống để đảm bảo an toàn rồi tới khi nào thì là thức ăn nó rời khỏi được dạ dày thì khi nào các hạt ở trong dưỡng chấp Ban đầu mình gọi là thức ăn nhưng mà khi mà nó đi vào bên trong hệ tiêu hóa rồi, nó trộn với những cái cái dịch do cái hệ tiêu hóa này tiết ra thì lúc này á, cái từ mình gọi nó nó là dưỡng chấp rồi. Thì khi nào mà cái hạt ở trong dưỡng chấp nhỏ hơn 2 mm nó mới qua được cái lỗ của cái cơ vòng môn vị. Thì cái sự đẩy thức ăn ra khỏi dạ dày nó sẽ tùy thuộc vào hai cái lực mình chị thấy tưởng tượng đây là cánh cửa ha, mình muốn mở dịch này nè, mình muốn đẩy cái lượng dịch này đi qua khỏi cánh cửa thì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là cái sự co thắt của cánh cửa này, co có mạnh hay không hay là là co yếu yếu ha. Và cái thứ hai là cái lực đẩy, tức là lực co bóp nhu động của hang vị. Thì giai đoạn đầu á lúc mà mình mới ăn á thì là cái lực đẩy này nó yếu thôi là khi đó là dạ dày nó nó chỉ mong muốn là lực đẩy vừa phải để nó nhào trộn thức ăn uh, với những cái dịch vị hay là vai trò của nó là chủ yếu là bẻ gãy phân tử thức ăn lớn thôi còn đến khi nào mà là thức ăn nằm ở trong dạ dày lớn hơn một tiếng tức có nghĩa là nó đảm bảo được vấn đề là nó đã trộn đủ rồi nè uh, dưỡng chất hạt đó đã mịn rồi thì lúc này á là cái nhu động này nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để nó thắng được cái lực mà cái lực co bóp cái lực mà siết á của cái cơ vòng môn vị ở đây và đẩy cái dưỡng chấp đi xuống khỏi cái xuống cái tá tràng để mà có cái sự tống thoát thức ăn khỏi dạ dày ờ, hiện tượng ói ói là cái tống thức ăn ngược ra khỏi dạ dày theo chiều ngược lại thì ở đây mình sẽ có một cái trung tâm ói nằm ở trên hành não ở phía trên này thì trung tâm ói này nó sẽ nhận những cái tín hiệu từ đầu à, từ những cái cơ quan khác bây giờ mình kể những cái thứ nào mà có thể gây ói để cho mình nhớ thôi ha ví dụ như là ở hệ tiêu hóa rối loạn tiêu hóa chẳng hạn gây ói là cái này dễ nè rồi hầu họng là đôi lúc là ví dụ như đánh răng đi mình lỡ thọt sâu quá cũng gây phản xạ ói nè rồi ở hệ tiết niệu sinh dục ví dụ như là những cái uh, cơn đau quặn thận hay gì đó nó cũng có khả năng gây ói ở não gây ói là cái này là dễ gặp nè ha thì đó là những cái cơ quan này nó đều có những cái xung động hướng tâm để mà dẫn lên cái trung tâm ói ngoài ra mình còn có một cái vùng Viết tắt là vùng ctz nằm ở trên cái sàn của não thất ở phía trên cao cao này, ha mình có ở đây nó là vùng của ctz nè thì cái vùng này nó sẽ nhận những cái tín hiệu những chất gây ói nội sinh hoặc là ngoại sinh từ ở phía trên vùng của mê cung mình có ví dụ như là mấy anh chị đi mà say xe những người đi say xe thì là chủ yếu là họ làm cái cái sự rung lắc của cái xe nó sẽ làm cho thay đổi cái dịch cái dịch của cái ống tai á, ở trong vùng mê cung á, thì nó sẽ gây tới là nó sẽ cho cái tín hiệu tới của cái vùng ctz và từ cái vùng ctz này nó sẽ cho xuống cái trung tâm ói và nó sẽ làm cho mình cái phản xạ ói thì những cái phản xạ ói này nó sẽ gây là co thắt cơ bụng nè co thắt cơ dạ dày và giãn cái cơ thắt thực quản thì lúc này là nó sẽ tống ngược thức ăn ra khỏi dạ dày theo chiều hướng đi ra ngoài miệng đó là năm cái năm uh, cái uh, mô tả năm cái hoạt động cơ học của cái dạ dày vậy thì điều hòa cái tốc độ thoát thức ăn khỏi dạ dày thì như thế nào bây giờ muốn thoát khỏi thức ăn khỏi dạ dày là cái việc mà phải tống qua được cái cơ vòng môn vị ở đây thì mình sẽ chia ra làm hai cái nhóm tín hiệu tính hình hiệu ở phía trước của cái cơ vòng đó là tín hiệu của dạ dày và cái tín hiệu ở phía sau của cơ vòng là tín hiệu của cái tá tràng vậy thì để sao cho dễ nhớ không biết mấy anh chị sao ha mấy anh chị thích làm xiên hay thích làm biến chứ thư thì thích làm biến hơn lâu lâu có ngày mà nằm ườn ra thì nó cũng khoái thì trong cái dạ dày này nó cũng giống như vậy bản thân của nó nó cũng thích làm biến vậy thì á tại sao sao cố tình nói như thế ha như vậy á, là những cái tín hiệu nào nó nằm ở trên dạ dày này nó sẽ là theo khuynh hướng là thúc đẩy thức ăn rời khỏi nó. Mình tưởng tượng giống như là giao việc, giao việc cho cái thằng dạ dày thức ăn mà thức ăn là cái việc mày thằng dạ dày này nó phải làm việc để nó tiêu hóa cái cục thức ăn này. Thế thì giao việc tới nó nó là dân làm biến thì nó sao? Đẩy đẩy thôi. Đẩy đi xuống cho thằng kia nó làm việc cho mình đi. Cỡ thằng tá tràng nó cũng cũng là làm biến luôn. Như vậy nó thấy là cái cái chuyện mà phải làm việc cũng thích ăn đi tới nó thì nó đâu có thích đâu cho nên nó nó sẽ ức chế ngược trở lại đẩy ngược trở lại cho cái phần của là cái thằng dạ dày làm do đó là để cho nhớ mà xin thấy ha, những cái nèo nó thuộc về nhóm tín hiệu của dạ dày là nó sẽ thúc đẩy thức ăn nhanh chóng rời khỏi nó thúc đẩy sự thoát thức ăn ha còn những nhóm tín hiệu nèo mà thuộc về tá tràng là nó sẽ ức chế sự thoát thức ăn khỏi dạ dày đó là bước đầu tiên để cho mình nhớ thế thì kế tiếp mình sẽ phải thuộc uh, là những cái nào được cho vào nhóm tín hiệu của dạ dày ví dụ như là tình trạng căng thành dạ dày nè đó là chứng tỏ là thức ăn nằm ở trong dạ dày nhiều cho nên là nó buộc nó phải đẩy đi xuống dưới ta tràng rồi những cái hormone gastrin của dạ dày nha an gastrin là do dạ dày tiết tiết ra thì khi nào mà nó có cái cái tín hiệu của các hormone này thì nó sẽ là nhóm tín hiệu từ dạ dày để đẩy thức ăn xuống. Cái nhóm thứ hai là nhóm tín hiệu từ tá tràng ha. Lúc nãy mình vừa nói là tín hiệu từ tá tràng là nó sẽ ức chế sự thoát thức ăn. Vậy thì tín hiệu từ tá tràng bao gồm những tín hiệu nào? Đó là sự căng thành của tá tràng. Đó là những cái dịch mà đại loại mô tả của thức ăn đó. thức ăn thì là u trương nè hay là những cái dịch mà nó có là acid acid là cái 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 dịch vị ở trên đẩy xuống hoặc là nó có những cái sản phẩm của tiêu hóa protein thì khi nào mà là thằng tá tràng nó cảm giác được là đây là thức ăn đi xuống của nó thì nó sẽ cho tín hiệu ức chế sự thoát thức ăn lại những cái ọc môn của tá tràng tương tự hồi nãy mình có ọc môn của của dạ dày là gastrin thì bây giờ những ọc môn mà của tá tràng tiết ra với ví dụ như là cholecystokinin hay là serotin thì khi có những cái chất này nó sẽ ức chế sự thoát thức ăn à, đó là hoàn tất của cái hoạt động cơ học mình sang cái hoạt động bài tiết của dạ dày thì dạ dày tiết dịch vị khả năng tiết là 2 lít một ngày cũng khá nhiều á dịch vị này á là không màu quánh và nó là dịch axit cái này mình ai cũng biết là ha axit tầm có khoảng 2 cho tới 3 như vậy là thành phần bên trong của nó cứ nhắm mắt nói đại ha chất vô cơ axit mà cho nên nó sẽ là có HCl và những cái ion nào bên trong những cái dịch thông thường có thì nó đều có cả ờ, trong dạ dày mình sẽ có những cái men tiêu hóa đó là men tiêu hóa pepsin, li ba và gelatina mình có chất nhầy, mình có yếu tố nội tại. Đó là những cái thành phần nằm trong dịch vị. Vì thì bên trong dạ dày này nó sẽ có những cái tuyến nào để có thể tiết ra các dịch vị này. Mình có là dạ dày là cái nơi duy nhất mà chịu được đựng được cái môi trường axit bởi lẽ là nó có những cái tuyến nhầy những cái tuyến nhầy này nè nằm khắp hết tất cả các bề mặt của cái dạ dày và cái tuyến nhầy này vai trò của nó sẽ là tiết nhầy để mình sẽ có một cái lớp bảo vệ, một cái lớp tráng bảo vệ hết cái lòng của dạ dày để chống lại cái axit mà nó tiết ra để mà tiêu hóa thức ăn. À, do cho nên là tuyến nhầy nằm khắp dạ dày nè. Mình sẽ có một cái tuyến axit với vai trò là tiết ra axit nằm ở đáy vị và thân vị. Tức là hai cái nơi mà có diện tích lớn để chứa. Và mình sẽ có cái tuyến môn vị nằm ở cái vùng hang môn vị ở đây đây là cái hình mô tả cái tuyến bên đây là tuyến axit nè và bên đây là tuyến môn vị thì mình phải chịu khó học những cái tế bào nào trong cái tuyến đó và tế bào đó nó tiết ra cái chất gì à, ví dụ như những cái phía bên trên này á là cái tuyến cái tuyến nhầy nè ha đây là những cái tuyến nhầy nằm trải khắp tế bào của cái à, thành dạ dày rồi ở cái tuyến axit thì cái tế bào cổ tuyến, tuyến axit hay tuyến môn vị nào cũng vậy ha. Mình thấy là ở phía bên trên cổ của cái tuyến này nó là những cái tế bào cổ tuyến có vai trò là tiết nhầy. Rồi ở trong tuyến axit này mình có cái tế bào thành là cái tế bào màu xanh này nè, nó sẽ tiết cho mình cái quan trọng đó là HCl và yếu tố nội tại. Tế bào chính là tế bào màu tím đậm này, nó sẽ tiết cho mình cái pepsinogen. Còn ở bên của tuyến môn vị thì là mình sẽ có một cái quan trọng cần nhớ đó là tế bào G. Tế bào G này nó sẽ tiết gastrin. Thì cái này G, dễ nhớ ha. G nè. G là gas, gastrin. Vậy thì cơ chế bằng cách nào tế bào bằng cách nào mà tế bào thành nó có thể tiết được cái HCL đây là cấu cấu tạo của cái tế bào thành thì là mọi người thấy á, cái tế bào khác là nó đặt hết nguyên một cái lòng của tế bào tuy nhiên ở cái tế bào thành này cái lòng bên trong của nó nó sẽ có một cái túi rỗng nó sẽ có một cái túi rỗng chỗ này nó gọi là lòng tiểu quản nội bào thì tại sao nó phải cần một cái túi rỗng bởi vì nó muốn muốn tiết axit mà cho nên á, là axit nó phải được đẩy đi vào cái túi rỗng này thì nó mới bảo vệ được cái tế bào. Chứ mấy anh chị tưởng tượng mà cái tế bào mà nó đặt như vậy tự nó tiết axit đi vào là chẳng khác nào nó tự hủy nó. Thì cái tế bào thành này nó sẽ tiết được HCL và nó chứa nằm ở trong cái lòng tiểu quản nội bào này và đợi những cái tín hiệu khi nào mà cần cần cái HCL ví dụ như thức ăn đến thì lúc này là nó mới là tống để mà đẩy HCL vào vào trong cái cái lòng của dạ dày để tiêu hóa thức ăn và cái lượng đẩy này nó cũng không được phép đẩy một cách vô cớ ví dụ như dạ dày mà không có miếng thức ăn nào hết mà tiết ra bao nhiêu mà cứ đẩy ra hết thì nó sẽ là yếu tố để mà gây viêm viêm dạ dày bởi sự tăng cái axit thì cơ chế để mà tạo thành HCL mấy anh chị nhìn ha bên đây bên đây nè nó là cái dịch kẽ phía bên đây nó là cái à, lòng cái bào tương của tế bào thành bên đây là lòng tiểu quản nội bào mình tỉnh tiến cái hình đi qua bên đây ha dịch kẻ nè tế bào thành nè và bào tương tế bào thành và đây là lòng tiểu quản nội bào thì mình cần hcl hcl tức có nghĩa là mình sẽ cần ion h cộng mình sẽ cần của cờ lo trừ thì hai đứa này khi mà nó vào lòng tiểu quản nội bào tự động nó kết hợp với nhau để nó tạo thành cái axit cho mình vậy thì cái H cộng ở đâu ra? Trong tế bào nó sẽ có nước và nước này nó sẽ tách ra thành ion H cộng và OH trừ. Cái ion H cộng này nó sẽ trao đổi với là kali để mà nó đem đi vào lòng tiểu quản nội bào. Vậy là mình có cái uh, H cộng rồi. Còn bây giờ cái OH hồi nãy đó nó sẽ kết hợp với CO2 do tế bào trong quá trình chuyển hóa nó tạo ra để mà nó tạo thành cái HCO3 trừ và HCO3 trừ này nó sẽ trao đổi nó đem cái cờ lo trừ đi vào bên trong của cái lòng tế bào thành thì từ cái lòng tế bào thành này mình có một cái kênh để mà đẩy nó đi vào cái lòng tiểu quản nội bào thì bằng cái cơ chế này á, mình có được cái H cộng với cờ lo trừ để kết hợp tạo thành cái axit Vậy thì điều hòa sự bài tiết HCL như thế nào? Đây là cái tế bào thành nè ở trên cái cái bề mặt của tế bào thành mình sẽ có ba cái thụ thể ba cái thụ thể bao gồm là CCKB, H2 và M3 thì ba cái thụ thể này nó sẽ tiếp nhận những cái chất khi mà gắn vào nó sẽ kích thích cho tế bào thành tăng tiết cái HCL thì ở đây mình thấy gastrin gastrin gáp GG là do tế bào G của tuyến môn vị tiết ra thì cái gastrin này nó sẽ gắn vào cái thụ thể là CCKB vậy nên khi mà có gastrin thì tế bào thành này nó sẽ được kích thích tăng tiết HCl nhiều hơn Rồi à, hôm hôm trước mình học á, Là dây thần kinh phó giao cảm Đối với tim Là nó sẽ là ức chế ức chế cái tim mạnh hoạt động Nhưng ở cái hệ tiêu hóa Thì nó sẽ là ngược lại Những cái nào thuộc về cái dây phó giao cảm Dây 10 thì nó sẽ là tăng hoạt động Của hệ tiêu hóa Thì cái Acetylcholine nó là Hóa chất trung gian của cái dây 10 cho nên á, là cái acetylcholine này nó sẽ được gắn vào cơ thủ thể M3 và gắn vào thủ thể M3 này nó sẽ kích thích cho tế bào thành này tiết ra HCL. Tương tự như vậy mình có cái histamine, cái thủ thể H2 nè, nó sẽ gắn với histamine. Thế thì histamine nó từ đâu mình thấy ở trên cái tuyến môn vị, cái chỗ mà đóng khung đỏ này nè, mình có một cái tế bào là OCl tế bào này nó sẽ tiết ra histamine và histamine gắn vào thụ thể H2 nó sẽ làm tăng tăng tiết HCL nên hồi hồi trước á, mình có mình vẫn có một cái nhóm uh, điều trị của viêm dạ dày nhóm anti H2 á là nó sẽ là uh, block cái thụ thể này thì lúc này á là cũng giảm được cái HCL để điều trị trong cái viêm dạ dày đó là kích thích tiết vậy thì bây giờ ức chế tiết HCL như thế nào? Khi nào mà pH nhỏ hơn 3 thì lúc này cái tế bào D, tế bào D này nó nằm là nằm trên tiếng axit nè ha. Tế bào D là cái tế bào màu vàng này. Nó sẽ tiết ra somatostatin. Somatostatin này nó sẽ chạy tới nó ức chế tế bào G tiết ra gastrin. Vậy thì không giảm gastrin thì nó sẽ làm giảm được cái sự tiết HCl. Đó là cơ chế ức chế của HCl. Các giai đoạn bài tiết dịch vị, mình có 3 giai đoạn để bài tiết dịch vị. Đó là giai đoạn tâm linh, giai đoạn dạ dày và giai đoạn ruột. Giai đoạn tâm linh là sao? Ví dụ như bây giờ ngồi như thế này, mấy anh chị ngồi, mấy anh chị ờ à, à, Chiều nay mình đi về, trên đường đi mình sẽ ghé ăn tô bún bò chẳng hạn, thì đang thèm mà khi mà mình nghĩ tới cái tô bún bò đó thì trong dạ dày nó đã bắt đầu tiết ra cái dịch dịch rồi thì cái dịch này nó chứa tầm nó được tiết cỡ khoảng 400 ml rồi đến lúc mà chiều nay mấy anh chị sắp xe đi về thiệt mấy anh chị ghé cái quán bún bò mấy anh chị ăn thì cái thời điểm mà mấy anh, cái tô bún bò này nó vào tới dạ dày thì lúc này á là nó tiết được một nghìn rưỡi ml thì sau khi mà thức ăn từ dạ dày này nó đi xuống được đẩy xuống ruột hết rồi á thì dạ dày vẫn còn tiết tiếp, tiếp 100 ml nữa. Tức có nghĩa là tiết chia tay á. Thì đây mình có là ba giai đoạn của tiết bao gồm giai đoạn tâm linh khi suy nghĩ, uh, giai đoạn giai đoạn khi mà thức ăn thực thể đang nằm ở dạ dày và giai đoạn tiếp tục tiết tiếp một ít để mà tống thoát cái thức ăn ra khỏi dạ dày đó là giai đoạn ruột là 100 ml vậy thì mình cộng lại là nó là đúng là 2, lít cho một ngày À, tác dụng của cái phần dịch vị mình có các cái nhóm men tiêu hóa thì trong cái men tiêu hóa này á mình chủ yếu là cái vai trò của pepsin pepsin nó hoạt động trong môi trường axit thì từ cái khởi đầu á nó là cái pepsinogen nhờ cái axit này nó sẽ hoạt hóa trở thành pepsin thì cái pepsin này nó sẽ giúp mình tiêu hóa 10 cho tới 20 protein của thức ăn tức có nghĩa là à, khi mình ăn thịt thì khoảng 20% là nó được tiêu hóa ở trên trên cái dạ dày còn cái phần 80% còn lại thì nó sẽ là xuống cái vai trò của ruột ở đây mình sẽ có là cái cái Pepsi này nó sẽ tiêu hóa collagen collagen là cái mô liên kết của cái protein Uh, cho nên là sao ta? collagen đó là những cái sợi nó liên kết gắn kết những cái phân tử protein Thì cái vaccine này nó sẽ cắt những cái phân tử collagen này Nên là mấy cái thực phẩm chức năng hay là mấy cái thuốc mà dụ phụ nữ mình làm đẹp á Uống collagen đồ á Tức là mong muốn là uh, cung cấp cái collagen để mà uh, siết căng chặt Giống như là nó gói lại cái phân tử protein cho cho cơ này nọ sang chắc để kéo dài thanh xuân được đó Thì cái đó là cái collagen Li uh, trong dạ dày nó có cái li nhưng mà cái vai trò của nó là yếu thôi chuyển hóa được một một tí của cái lipid và gelatine là sẽ là tiêu hóa những cái uh, phân tử proteolican có trong thịt thì đó là cái uh, những cái nhóm men tiêu hóa uh, gelatine này thì sao ta? Mình có một cái gelatin không biết mấy anh chị có mấy anh chị nữ có ai mà nấu uh, nấu chè khúc bạch không ha? thì là chè khúc bạch là mình có sữa nè à, rồi sau đó mình phải có cái uh, gelatin mình bỏ vào rồi mình sẽ đợi thì nó sẽ là đông cứng cứng lại cái phân tử uh, những cái nhóm sữa đó thì đó là gelatin thì khi mà mình ăn cái cái cục chè khúc bạch vào thì cái gelatina này nó sẽ là cắt cái phân tử gelatin đó để mà tiêu hóa HCL, vai trò của HCL trong dịch vị để làm gì? Hoạt hóa bexinogen nè, làm cho bexin học hoạt động, thủy phân cellulose của thực vật và quan trọng là diệt các vi khuẩn có trong thức ăn. Mình ăn thì ăn tùm lum ha, đâu phải lúc nào cũng được ăn ở nhà đâu. Mà ra ngoài đường thì rất là dơ, đầy vi khuẩn. Thì nhờ cái cái HCL đó nó cũng diệt được một ít. Cái vai, cái hàng rào bảo vệ của cái dạ dày mình có 3 lớp hàng là bảo là dày dày có 3 lớp nè lớp đầu tiên ở đây đó là lớp nhầy lớp chất nhầy phủ lên niêm mạc do mấy cái tế bào nhầy hồi nãy mình học á rồi tới cái lớp thứ hai tức là hcl không có bò được qua cái lớp chất nhầy rồi nếu như mà nhỏ đứa nào mà nó bò qua được cái lớp chất nhầy thì nó tới cái lớp thứ hai đó là cái lớp HCO 3 trừ do chính tế bào niêm mạc ruột tiết ra HCO 3 trừ này nó sẽ trung hòa cái hcl đó rồi, thì đó là lớp thứ hai. Cái lớp thứ ba là gì? Thì vì ví dụ như HCL nó có lỡ chạy đi vào đây rồi thì nó vẫn có cái khả năng là nó sẽ bị lọt vào cái khoảng kẽ giữa các lớp tế bào. Mấy anh chị thấy là cái biểu mô của lớp tế bào này, đây là cái nơi nó tiết ra HCL. Vậy thì nó có một cái chỗ yếu bên trong của tế bào, đó là những cái thành hai bên của cái tế bào này. Nó đâu có chức năng để mà tiết đâu do đó là tạo hóa nó mới cho là ở giữa cái chỗ này nè nó sẽ có những cái liên kết phòng bịch liên kết phòng bịch giống như làm là mình mình lót lót gạch ở dưới sàn nhà vậy đó mấy cái khoảng kẽ đó đó thì là mình sẽ phải là uh, lấy xi măng trét lên để cho nó không có thấm nước nó tróc lên thì những cái liên kết phòng bịch đó nó sẽ trám lại hết những cái chỗ này vậy nên nếu như mà lỡ có hcl mà mà chui đi vào trong này thì nó cứ đợi hc ba trừ do cái tế bào biểu mô của cái uh, cái dạ dày đó nó trung hòa thôi thì đó là ba cái lớp uh, bảo vệ niêm mạc dạ dày yếu tố nội tại quan trọng viêm dạ dày mà cấp thì không sao nhưng mà viêm dạ dày mẻn á một thời gian á thì bệnh nhân sẽ kéo theo của cái là thiếu máu là do là cái tế bào của niêm mạc dạ dày nó tiết ra yếu tố nội tại yếu tố nội tại nó là cái giống như chiếc xe vậy đó nó sẽ chuyên chở cái vitamin B12 mà vitamin B12 là cái thành phần để mà tạo nên cái uh, hồng cầu cho nên á là thể mà có cái vitamin B12 oh, lộn thể mà có yếu tố nội tại thì vitamin B12 này gắn kết vô lúc này tế bào niêm mạc ruột mới mới lấy được cả hai cái này đem đi vào để mà hấp thu được còn nếu như mà không có yếu tố nội tại thì mình có ăn được vitamin B12 hay là mình có uống vitamin B12 thì nó cũng đi theo đường ruột nó đi xuống và đi ra ngoài bởi vì nó không có cái liên kết để mà có thể gắn kết hấp thu được ở tế bào niêm mạc của dạ dày sự bài tiết dịch vị giữa các thức ăn lúc mà mà ăn tiết ra dịch vị là chuyện bình thường ha còn giữa những cái buổi ăn giữa những cái cử ăn dạ dày nó cũng tiết nó cũng biết tiết ra cái dịch vị tuy nhiên cái nồng độ của nó ít thôi có khoảng vài ml mỗi giờ và chủ yếu của nó là tiết nhầy chứ không phải là tiết ra axit tiết nhầy với vai trò bảo vệ tuy nhiên á, khi mà mình bị stress thì là trong cái lúc nó nó tiết á nó vừa tiết tăng cái thể tích và nó lại vừa tiết cái HCL lẫn cái bếp xin nhiều hơn cho nên mình sẽ thấy là ở trong cái thời điểm mà mấy anh chị căng thẳng á mình sẽ dễ kéo theo cái tình trạng của viêm dạ dày là do cái sự tiết nhiều axit trong cái giữa các bữa ăn khi mà không có thức ăn thì không có gì bảo vệ hoạt động hấp thu và tiêu hóa ở dạ dày nhưng nó ban đầu là nó yếu thôi bởi vì nó không có nhung meo nó cũng không có cái gì để mà nó nó có thể hấp thu được với điều quan trọng là nó vẫn chưa phải là phân tử thức ăn nhỏ nhất có thể để có thể hấp thu nên đó là cái cái phần của là tiêu hóa dạ dày bài thì dễ ở chỉ có cái nhiều thứ phải nhỏ nhỏ, nhỏ phải nhớ nên chị phải chịu khó nhớ là ở học môn nào nằm ở đâu tiết ra gì đó vân vân Rồi, mình qua cái bài thứ hai nặng hơn cái bài đầu. Nó là tiêu hóa ở ruột non. Tiêu hóa ở ruột non á là nó có ruột non là cái nơi mà nó có đầy đủ và tiêu biểu cho cái bốn cái hoạt động của hệ tiêu hóa bao gồm là hoạt động cơ học, hoạt động bài tiết, hoạt động tiêu hóa và hoạt động hấp thu. Cho nên mình sẽ đi từ từ những cái phần này. Về giải phẫu học của ruột non á mình sẽ được chia ra làm ba phần tá tràng, hỏng tràng và hồi tràng. Tá tràng ở đây, hỏng tràng, hồi tràng nằm bên dưới, sát ở dưới dưới cái chỗ cái là manh tràng thì ranh giới giữa ngăn cách giữa ba cái này á, thì ranh giới giữa tá tràng và hỏng tràng thì nó có cái dây tràng stress để mà mình biết được là ở phía trước này nó là tá tràng phía sau nó là hỏng tràng tuy nhiên cái ranh giới giữa hỏng tràng và hồi tràng thì nó không có ranh giới rõ ràng nó chỉ uh, chia cái đoạn vậy thôi chứ nguyên một cái đoạn kéo dài ra mà hỏi là cụ thể cái chỗ nào là hỏng cái chỗ nào là hồi thì nó sẽ là không có chỉ có cái là cái nào mà gần sát với là cái manh tràng thì chỗ đó là nó sẽ là có hồi tràng thì tương tự như ở phía trên có những cái van á thì ở ngay chỗ manh tràng với là hồi tràng mình sẽ có một cái van hồi manh tràng và cái van này nó nó bản chất của nó là đóng rất là kín bởi vì nó sẽ phân phân cách cho mình hai cái vùng rất là khác biệt cái phía trên này á, thì mình gọi nó là đồ ăn nè dưỡng chất nè nhưng tới phía dưới này á, thì nó lại chuyển thành là phân rồi cho nên ở cái vai ở hai cái khu vực này á, nó rất là khác biệt và nó chứa vi khuẩn vân vân nên ngay cái chỗ là cái van của hồi mân, tràng này về bản chất cấu tạo của nó là nó nó rất là là chắc cái đoạn ruột ở trong bụng mình á nếu mà kéo dài ra thì nó sẽ là năm khoảng 5 mét với diện tích tổng hấp thu của nó là 250 mét vuông thì có 5 mét thôi nhưng tổng diện tích là 250 mét vuông thì nó nhờ vào những cái cơ chế như thế này cái bề ngoài của cái niêm mạc ruột á, thì thì láng ha nhưng mà cái mặt trong á, là nó sẽ có những cái nếp gấp gấp lên gấp xuống gấp lên gấp xuống cho nên á, là nó sẽ là làm kéo dài ra cái diện cái diện tích rồi từ ở những cái một cái chỗ cái nếp gấp này nè khi mình mình phóng to lên ở dưới kính hiển vi mình phóng to lên thì mình sẽ hỏi thì mình sẽ thấy là nó sẽ có những cái nhung mau những cái nhung mau vậy thì là từ cái đoạn đi xuống kéo dài theo hết cái nhung mau này là nó tiếp tục tăng lên cái diện tích hấp thu nữa Dù như ở bên đây mình sẽ thấy là ban đầu là dạng ống là như thế này thôi cái bề mặt gấp khúc nó tăng cái diện tích hấp thu lên gấp 3 lần ha rồi nhờ có những cái nhung mao nó tăng lên gấp là ba 30 lần ha rồi từ cái nhung mao này nè một cái đoạn nhỏ trên cái nhung mao này phóng to với kính hiển vi lên thì mỗi một cái tế bào của cái niêm mạc nó sẽ có bên trên của nó là những cái lớp vi nhung mau nhỏ xíu nữa cho nên những cái lớp vi nhung mau này nó làm tăng cái diện tích hấp thu lên tới tổng cộng là tới 600 lần do đó là mình thấy là mặc dù bề dài nó chỉ là 5 mét nhưng cái tổng diện tích hấp thu của nó rất là lớn để đảm bảo được cho cái quá trình là hấp thu được tất cả các thức ăn mà mình ăn vào sau khi đã được tiêu hóa một cách triệt để tuần hoàn ruột nuôi ruột á, thì giống như những cái cơ quan khác mình cũng sẽ có những cái động động mạch lớn rồi sau đó là chia thành những cái động mạch nhỏ đi vào thẳng vào trung tâm của các nhung mao ha thì từ động mạch nè quá trình trao đổi chất nè sau đó là đi ra theo tĩnh mạch vân vân, đi cũng giống như là những tế bào bình thường. Còn những cái nơi này nó sẽ là uh, giúp hấp thu những cái chất dinh dưỡng. Tuy nhiên riêng của cái lipid đó, chất béo thì nó sẽ đi về qua cái mạch bạch huyết và nó sẽ đổ về cái ống ngực và nó đổ về vòng tuần hoàn. Đó là cái tuần hoàn của ruột thì ruột non là nơi quan trọng nhất cho tiêu hóa và hấp thu thức ăn tại các hoạt động cơ học với hoạt động bài tiết á, thì là cái khoang nào nó cũng có nhưng mà cái tiêu hóa và cái hấp thu thức ăn thì là chỉ có ở ruột non là nó hoạt động mạnh mẽ nhất à, nó không phải hoạt động một mình nó mà nó phải có sự phụ trợ của những cái cơ quan lân cận ví dụ như là tụy là gan là mật thì hoạt động cơ học của ruột non mình sẽ có những cái cái cử động nào thứ nhất là mình sẽ có cử co bóp phân đoạn thứ hai là nhu động thì từ cái từ co bóp phân đoạn cái từ của nó nó đã mô tả cho mình cái gì nó xảy ra rồi là sự co bóp phân thành từng đoạn phân thành từng đoạn nhỏ vậy là cái đoạn ruột như thế này nó sẽ phân thành từng khúc từng khúc từng khúc cả hai chỗ này nó siết vô cả hai chỗ này siết vô thì cái hoạt động cái vai trò của co bóp phân đoạn này nó với mục đích là nó nhào trộn nó sẽ nhào trộn thức ăn hay mình thấy là thắt lại một cái thì phản xạ là thức ăn này nó sẽ bung bung ra hai bên nó gặp bên đây bung cái nữa là nó sẽ nhào trộn ở trong cái đoạn ruột này để cho nó nhắm nó nó thấm đều những cái dịch ruột rồi nhu động nhu động là gì? nhu động là cái quá trình đẩy cái lượng dịch đằng trước chạy đi ra cái lượng dịch đằng sau. cho nên á là ở phía đoạn trước nó sẽ là co thắt lại, nhưng cái đoạn sau này nó sẽ là giãn ra. thì lúc này là cái thức ăn nó mới tống đi về phía trước. thì hai cái hoạt động đó là hoạt động cơ học của ruột co bớt phân đoạn và nhu động. À, nhắc lại cái cử động lúc đói thì lúc nãy có nói ha cử động lúc đó nó không cái sóng co thắt lưu động mc em, em đó nó không chỉ nằm ở nó không chỉ là sự co thắt ở trên dạ dày mà là nó là một cái quá trình co thắt lớn từ dạ dày kéo dài xuống ruột non luôn rồi cái điều hòa cử động ruột non thì ở cái chỗ này á mấy anh chị sẽ chịu khó chịu khó phải nhớ ha những cái nào nó làm tăng nhu động và những cái nào nó làm giảm nhu động ví dụ như là những cái áp gastrin của dạ dày, cái cholecystokinin hay là serotonin uh, uh, hay là motilin, insulin sẽ làm tăng hoạt động, serotonin, glucagon sẽ làm giảm hoạt động vân vân. Uh, giao cảm là giảm nè, phó giao cảm là tăng nè. Thì cái mấy cái này mình sẽ phải uh, phải nhớ để trong lúc quá trình làm trắc nghiệm thế nào nó cũng sẽ có những cái câu phải nhớ như thế này. Hoạt động bài tiết. À, của các cơ quan phụ trợ á đầu tiên vô là mình sẽ học về tuyến tụy thì tụy mình sẽ có ba loại tế bào ở trong đó là tụy ngoại tụy nội và tế bào của ống bài xuất à, những cái tế bào của tụy nội tiết á tức có nghĩa là nó tiết ra rồi sau đó nó sẽ không có ống dẫn mà nó thấm trực tiếp vào máu thì những cái đó nó là là thuộc về nội tiết ví dụ như insulin glucagon somatostatin thì cái này là mấy anh chị sẽ học sinh lý nội tiết với thầy Tuấn vào những ngày sau. Còn ở bên cái chương tiêu hóa á, là nó sẽ là tập trung vào cái tụy ngoại tiết. Tụy ngoại tiết tức là sau khi nó tiết ra nó sẽ có ống dẫn, nó dẫn đổ vào cái ống tiêu hóa. Thì đây là cái hình ảnh của tụy ngoại tiết tế bào tụy ngoại tiết ha giống như cái bông vậy đó rồi sau đó nó sẽ tiết ra cái enzyme tiêu hóa nằm ở đây và cái enzyme tiêu hóa này á nó là ở dạng tiền men thôi chưa có hoạt động thì mình sẽ có protease nè là tiêu hóa protein lipid li, tiêu hóa lipid amylase tiêu hóa tinh bột thì sau khi mà những cái tiết tiền những cái tiền men nó nằm ở trong cái lòng này trong quá trình nó di chuyển qua ống ống bài xuất thì những cái ống này nó tiết HCO3 trừ và HCO3 trừ này nó sẽ hoạt hóa cái mớ tiền men này cho đến lúc mà là nó đi trên trên đường mà nó đi theo những cái ống tủy á, nó sẽ đổ vào cái ống tủy chính và đổ vào cái đoạn của D2 tá tràng thì trong quá trình nó đi đó là nó sẽ được trưởng thành và tới thời điểm mà nó đổ được vào cái D2 tá tràng thì những cái tiền men này nó đã trưởng thành thành cái men thực sự hoạt động được để nó bắt tay vào nó tiêu hóa thức ăn. Thế đây mình mình có cái khác ha. Ví dụ như ở trên kia mình có cái um, ở trên cái dạ dày á là pepsin á là nó từ pepsinogen nó phải có môi trường axit để nó hoạt thả, nó tạo thành cái pepsin hoạt động. Còn ở cái dịch tụy á là nó sẽ là cần cái môi trường của là kiềm ba 3 để nó hoạt hóa các cái men. Chức năng của dịch tụy là sẽ là enzyme tiêu hóa à, thức ăn chứa cả ba cái nhóm thức ăn lớn mình ăn là cái tụy nó đều có men để nó tiêu hóa được nó tạo môi trường trung tính cho sự hoạt hóa các enzyme tụy là mình nói rồi ha và trung hòa các axit từ dưỡng chấp từ dạ dày đưa xuống tá tràng. Cái này là uh, chỉ có duy nhất dạ dày nó là chứa được cái uh, chịu đựng được môi trường axit, còn lại những cái nơi khác là nó không có chịu đựng được cái môi trường axit thì nó phải buộc phải có những cái yếu tố nào đó để nó bảo vệ. Vậy thì mình thấy là cái dịch từ trên dạ dày đưa xuống là nó toàn là cái dịch axit không thôi. Cho nên á, là khi mà nó đi xuống đoạn D2 tá tràng, thì nhờ cái là H3 trừ của D2 tá tràng nó trung hòa lại với cái nhóm axit đó, thì lúc này á, từ cái đoạn D2 tá tràng trở về sau là cái dịch của cái dưỡng chấp, á, nó sẽ trở thành là trung tính, nó phù hợp được với là cái môi trường của cái ruột. Tiêu hóa carbon hydrate, tụy, amila tụy nó mạnh hơn amila của trên nước bọt bởi lẽ là nó tiêu hóa được vừa thức vừa tinh bột sống lẫn tinh bột chính còn amila ở trên nước bọt là nó chỉ tiêu hóa được tinh bột chính thôi. Thì ví dụ như bây giờ mình ăn cái củ khoai lang nướng ha, mình ăn củ khoai lang nướng nướng mà chứ đâu phải là nấu đâu thì nó sẽ có chỗ chính nó sẽ có chỗ sống thì cái chỗ nào mà là cái cái khoai lang mà nó chính á thì nó nó đi ở trên cái khoang miệng nó gặp amila của nước bọt nó tiêu hóa được một phần ở trên đó. Còn những cái nhóm nào mà nó là sống á, thì nó phải chờ đi xuống ruột gặp cái amila của tụy này. Thì lúc này là nó mới tiêu hóa hoàn toàn cái củ khoai lang nướng mà mình ăn. Tuy nhiên cái quá trình mà tiêu hóa của là cái dịch tụy á, nó, nó chưa có phân cắt được thành những cái phân tử luco cuối cùng đâu nó chỉ phân cắt được thành những cái đoạn đoạn luco ngắn ngắn chứa hai hoặc là chứa ba phân tử luco còn xuống dưới sâu nữa nó mới cắt ra thành phân tử luco tiêu hóa lipid lipa nè sẽ thủy phân triglycerid tạo thành axit béo monoglycerid cholesterol estera sẽ cắt axit béo khỏi cholesterol ester phospholip ba sẽ cắt axit béo ra khỏi phospholipic cái này giống giống như là mình học quá sinh gì đó về tiêu hóa của protein thì ở dịch tụy mình có các cái men tiêu hóa protein như sau khởi đầu là từ sinogen thế mà cái nào mà có nnogen ở đằng sau là nó là tiền men ha thì ban đầu mình sẽ có là trypsinogen sau đó là sẽ có cái từ cái thằng trypsin này nè trypsinogen này nó sẽ nhờ cái dịch của ruột để mà nó hoạt hóa thành cái trypsin và khi có cái trypsin hoạt động này tự bản thân nó nó sẽ hoạt hóa tiếp những cái trypsinogen còn lại để trở thành phân tử trypsin thật sự và cái tripsin này nó sẽ chạy tới nó nó hoạt hóa hết tất cả những cái à, những cái men của là tủy khác. Ví dụ như là mình có kinomotipsinogen, mình có elasta mình có procarboxypeptida A hay là procarboxypeptida B. Thì ở đây mấy anh chị nhớ cái tên mà dài thòn này nè, nó sẽ cắt cái phân tử axit amin ở đầu tận cùng. Từ ví dụ bây giờ cái phân tử protein đi nó là một chuỗi những cái axit amin được gắn kết với nhau giống như là mang anh chị sau một cái chuỗi ngọc trai vậy thì từ cái trypsin hay là hay là chymotrypsinogen hay là proelasta là nó cắt cái phân tử chuỗi cái chuỗi hạt ngọc trai này á, thành những cái đoạn ngắn hai ngày hạt ngọc trai ba hạt ngọc trai bốn năm sáu hạt ngọc trai nhưng chỉ có cái men mà cái chữ dài thòn ab này nè nó mới cắt cái phân tử ngọc trai ở cái đầu tận cùng như vậy là cái men này nó có khả năng giải phóng được axit amin mấy đứa kia là nó chỉ cắt thành nó cắt ở giữa chứ nó không phải là cắt cái phân tử axit amin đầu tận cùng cho nên những cái men đó nó nó chỉ tạo thành những cái đoạn axit amin có thể chuỗi ngắn có thể là chuỗi dài nhưng những cái men mà brocadoxy betida ab thì nó mới tạo ra được phân tử axit amin nồng độ của ion bicarbonate trong dịch tụy cao hơn trong huyết tương rất là nhiều lần ở trong dịch tụy nó là khoảng là 100 m trên lít còn huyết tương chỉ là 24 thôi vậy thì ở đâu nó có thể tạo được cái hc 3 này đơn giản ha từ CO2 có trong tế bào do quá trình chuyển hóa nè cộng với phân tử nước thì mình có là H2CO3 H2CO3 này sẽ tách ra ion H tách ra HC3 trừ và HC3 trừ này nó được vận chuyển tích cực đi vào bên trong lòng ống thế là cơ chế rất là dễ để nó có thể tạo được một cái nồng độ cao giúp cho trung hòa cái dịch axit từ ở phía bên trên dạ dày đưa xuống cũng tương tự tương tự cho cái phần điều hòa là cái mình cũng có ba giai đoạn ba giai đoạn điều hòa của cái tiết dịch tụy là cái giai đoạn tâm linh giai đoạn dạ dày và giai đoạn ruột thì ở giai đoạn tâm linh tức là giai đoạn suy nghĩ hồi nãy á ở cái lúc mà suy nghĩ dạ dày ở trên kia nó tiết rồi thì ở dưới ruột này ở dưới tụy này nó cũng có hoạt động nhưng mà nó chỉ có tăng tiết ở tế bào tụy ngoại thôi tế bào tụy ngoại tiết tức là khi mà mấy anh chị nghĩ tới cái tô bún bò thì là những cái tế bào tụy ngoại này nó sẽ tạo ra tiết ra những cái phân tử tiền men và nó nằm ở trong này chỉ là tiền men thôi nha tiết ra thật là nhiều cái tiền men cho nên nó là tiền men thôi thì nó đâu có hoạt động đâu thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái à, tới cái hệ tiêu hóa của mình ha rồi tới lúc nào á mà làm mấy anh chị ở giai đoạn ăn á nuốt được cái tô bún bò qua khỏi dạ dày rồi đẩy xuống tới ruột nè ruột nó bắt đầu cảm nhận bún bò đi tới á thì khi này á nó mới kích thích tế bào ống tiết ra cái hc ba trừ vậy thì từ cái tiền men đó nó đi qua cái tế bào ống gặp hc 3 trừ thì nó mới trưởng thành thành cái tế bào bào mà uh, có khả năng hoạt động vậy thì chỉ có khi nghèo mà thức ăn chảy xuống thì lúc này những cái enzyme tiêu hóa nó mới là được hoạt hóa trở thành hoạt động được gặp thức ăn thì tiêu hóa thức ăn chứ nếu mà không có thức ăn mà ngồi đó mà mình mình tiết mình cho nó trưởng thành sớm thì nó sẽ là tác dụng phụ lên lên của cái cơ thể thì bằng cách nào mà tế bào ống nó tăng tiết được? Đó là khi mà thức ăn nó đi xuống tới ruột á, thì trên cái tá tràng nó sẽ có tế bào S, nó tiết ra cái serotin. Nãy mình có G-gastrin, thì bây giờ mình có S tiết ra serotin. Thì tế bào S này nó, cái serotin này nó mới kích thích tế bào ống. Mình có cái... CCK tức là viết tắt của cholecystokinin do tế bào y ở ruột tiết ra. Thì tế bào y ở ruột này giai đoạn này nó cũng tiếp tục kích thích cái tế bào ngoại tiết, tức là những cái những cái tế bào tiết ra cái tiền men á để tiếp tục cho cái quá trình ăn. Tức là ban đầu suy nghĩ thì tiền men nó tiết ra một ít nằm ở đó, rồi sau đó là ăn gặp thức ăn vào thực sự thì là tế bào ống nó sẽ là hoạt hóa những cái men đó. Thì cái men đó ban đầu nó ít nè. À thì đồng thời cái tế bào y này nó sẽ tiếp tục kích thích tiết ra cái tiền men liên tiếp liên tiếp chạy ra gặp cái bicarbonate hoạt động và nó sẽ cho cung cấp hết cho tới khi nào mà cái lượng thức ăn mình ăn vào được là tiêu hóa hết nằm ở trong ruột non thì quá trình này nó sẽ kết thúc. Mật thì sao? Mật thì ở trên gan uh, tiết. Ê. Ở trên gan nó sẽ là tiết ra ra mật thì nó sẽ từ những cái tế bào này nó sẽ đi vào những cái đường ống mật và ống gan phải ống gan trái vân vân đi xuống ống gan chung ha rồi chưa có xài thì sẽ chạy đi qua để mà dự à, trữ ở trong túi mật thì cái mật nó được tiết khoảng một lít cho một ngày trong khi á cái thể tích chứa của cái túi mật nó chỉ là 20 cho tới 60 ml thôi vậy thì để để không để không uổng phí công tiết thì nó sẽ phải là cô đặt cô đặt cái dịch mật đó để đem đi vào đủ cái lượng chứa ở trong cái thể tích của túi mật thôi thì từ cái từ cô đặt nó đã thể hiện cho mình á vậy làm thế nào để cho cô đặt được nó sẽ hấp thu nước nó sẽ hấp thu natri hấp thu muối nước á hấp thu muối nước đi vào thì lúc này là nó sẽ còn chỉ còn lại là cái dịch mà chứa chủ yếu là những cái thành phần của là mật thôi vậy thì cái thành phần của cái dịch mật ở gan nó sẽ khác cái thành phần của cái dịch mật nằm ở trong túi mật Vậy thì với vô vàng những cái chất như thế này Thì để cho mình nhớ Thì mình sẽ thấy là ở ờ, cô đặt là gì Cô đặt là mất nước nè Cô đặt là mất muối Cho nên á, là cái nồng độ của nước ở trong cái túi mật này nó sẽ thấp muối nè, Na nó sẽ thấp nè, cờ lo trừ nó sẽ thấp nè, còn lại những cái thứ còn lại thì nó sẽ là cao, nhũ tương hóa chất béo um, mật là vai trò lớn cho cái chuyện là tiêu hóa cái lipid thì giờ nè cái phân tử cái phân tử mỡ lớn qua quá trình mà cử động co bóp đồ này nọ nó sẽ là bị phân tách thành những cái phân tử nhỏ nhưng nếu như mà không có cái gì khác vào thì cái phân tử những cái phân tử mỡ nhỏ này nó sẽ nó sẽ kết tụ trở lại thành phân tử lớn giống như mình cho một cái muỗng dầu đi vào trong cái chén mình lấy đũa mình đánh lên thì nó nó tán ra thành những cái phân tử dầu nhỏ nhưng mà mình để yên nguyên đó một hồi nó sẽ tụ lại thành phân tử dầu lớn thì vậy thì nó sẽ không có hấp thu được thì mình nhờ có cái cái mật á nó sẽ là gói gói những cái phân tử mở này lại ha nó sẽ cho một đầu ưa nước và đầu kỵ nước để gói từng cái phân tử này lại thì như vậy là những phân tử này khi nó đụng nhau thì nó sẽ chuyển nhau nó không có kết hợp lại được đó là một cái thứ hai là cái tế bào ruột á, phía trước của tế bào ruột nó có một cái lớp dịch không không di động tức có nghĩa là tế bào ruột nó sẽ tiết ra một cái lớp dịch nằm ở ngay phía trước của nó cái lớp dịch này thì tí xíu nữa mình coi nó ở đâu nó ra thì á, ở đây là nước mà một cái phân tử mở mở nó kỹ nước mà nếu tự không của nó nó sẽ không thể nào mà bò được đi qua cái lớp dịch này để nó tiếp cận được với cái tế bào biểu mô của cái tế bào ruột để mà hấp thu được do đó là chỉ có nhờ cái cái những cái uh, muối mật nó gói những cái phân tử này thì lúc này nó mới là hòa đi vào trong cái lớp dịch này và đem đem cái mỡ này tới tiếp cận sát với cái tế bào bị mô thì lúc này mình mới có thể hấp thu được cái chất béo cho nên nó là sẽ thấy là những ai mà là cắt cái túi mật đó, thì đó là lúc này là mình ăn một cái bữa ăn mà thịnh soạn chứa nhiều dòng mỡ đó, thì nó rất là ẩm ạch khó tiêu ha phần lớn 94% của muối mật nó sẽ được tái hấp thu tái hấp thu trở lại cho nên là mình chỉ mất ở khoảng 6 phần trăm thôi chứ không phải là bao nhiêu mật mình xài ra cái là mất tiêu hết trơn gan nó phải tiết trở lại thì không có chỉ có là sáu phần trăm là là mất thực sự thì mất cái đó nó sẽ qua quá những cái chu trình nó sẽ tạo cho mình là màu vàng ở trong nước tiểu hay là uh, màu vàng ở trong phân thì 94 phần trăm nó sẽ tái hấp thu trở lại sẽ phải uh, chịu khó nhớ những cái nào nó làm làm co tăng cái sự co thắt túi mật ví dụ như là uh, cck nè dây 10 nè nó sẽ làm tăng co thắt túi mật hay sẽ là serotin thì những cái yếu tố này nó làm tăng cái sự tiêu hóa thức ăn thì nó vừa tăng nhu động của tá tràng nó vừa tăng nhu động của cái túi mật nó sẽ đi giống giống nhau như vậy mình gom gom lại mình học cho nó dễ á sự bài tiết của dịch ruột dịch ruột tiết cái gì có tiết chất nhầy nè có tiết dịch có tiết men ở đây có hai cái tuyến tuyến Brunner và tuyến Queen. tuyến Brunner là sao lúc nãy mình học ha hồi nãy nói là vì cơ chế bảo vệ cho nên á là à, chỉ có trên dạ dày là nó có tế bào tiết nhầy nằm ở khắp bề mặt của dạ dày với vai trò là tạo nên tạo nhầy để bảo vệ cho cái HCL rồi cái mớ dịch ở trên dạ dày này nè nó đi xuống dưới xuống dưới đoạn tá tràng thì cho tới lúc mà nó gặp được ở cái khoảng D2 tá tràng nó gặp cái dịch tụy thì nó mới có được cái HCO3 trừ trung hòa với là cái dịch vị, cái axit của dịch vị đó cho nên từ cái đoạn từ cái lỗ đổ của cái của cái cái ống tụy chính đi vào đây thì từ đây này nó đi xuống, đây nó mới là cái dịch dịch trung tính. Vậy thì câu hỏi đặt ra từ cái chỗ đằng đây cho tới đằng đây cái gì bảo vệ? Cái gì bảo vệ được cái đoạn đầu của cái cái tá tràng? Thì đó là nó được phủ bởi cái tuyến Brunner. Thì cái tuyến Brunner này nó nó cấu tạo và cái cái chức năng của nó giống như là cái tuyến nhầy ở trên trên cái um, dạ dày vậy nó sẽ nằm nằm khắp cái bề mặt của cái tá tràng này và nó tiết nhầy với vai trò bảo vệ cho nên mình thấy là cái nhóm bệnh của viêm dạ dày tá tràng á, nó hay chung á là vì cái cơ chế bảo vệ nó cũng chung còn tuyến ly bạch quin là ở đâu mình thấy đây là một cái nhung mao một cái nhung mao ở mỗi một cái nhung mao nó có một cái chỗ lõm xuống cái này đây là cái tiếng Liberkin và cái vai trò của cái tiếng Liberkin này nó giống như một cái ống phun nước gì đó nó liên tiếp nó sẽ phun phun một cái dịch giống như là dịch ngoại bào cho nên hồi nãy cái lúc mà mà thư mô tả cái quá trình tiêu hóa mở mới nói là ở phía phía ngoài của cái tế bào biểu mô ruột luôn luôn có một cái lớp dịch đó là do là cái tuyến này nó sẽ phun ra nó phun ra nó tiết cái uh, nó tiết một cái uh, một cái lượng lớn của là cái dịch giống như là dịch ngoại bào vậy thì cái dịch này để dành làm gì mục đích của mình á là muốn tiêu hóa thức ăn thì mình tưởng tượng đi cái dịch của đồ ăn á mình nó đặt nó kẹo thì là đâu có hấp thu được nó đặt kẹo queo well à sao mà nó hấp thu được thì ở cái tuyến này nó giống như nó phun nước lên nó làm cho cái dịch này nó loãng đi thì vậy thì những cái tế bào của niêm mạc ruột này nó dễ dàng nó hấp thu được được cái thức ăn và trong quá trình nó hấp thu thức ăn đó thì nó sẽ hấp thu luôn cả cái dịch mà nó tiết ra cho nên cái dòng dịch nó cứ là được phun ra và tái hấp thu ngược trở lại được phun ra và tái hấp thu ngược trở lại Thế thì cơ chế tại sao nó có thể tiết được nhiều dịch như vậy? Thì nó sẽ là từ cái tế bào này, tế bào của cái tuyến Libequin này, nó sẽ tiết ra cái, nó đẩy cái cờ lo trừ đi vào trong lòng ống. Thì cờ lo trừ mà được đẩy ra lòng ống, thì natri nó sẽ được chạy theo. Natri với cờ lo nó giống như vợ chồng vậy đó, một đứa đi, một đứa chạy theo. Thì sau đó mình có được muối ở trong này, thì muối nó sẽ tự tái hấp thu cái, kéo theo cái nước đi ra cho nên mình sẽ có một cái lượng dịch giống như là dịch ngoại bào là bởi ban đầu của nó là nó nó bài tiết chủ động cái cờ lo trừ chạy đi ra ngoài thế thì ở đây mình có cái cái cơ chế tiêu chảy do tả thì tả là nó sao nó mở cái kênh cờ lo trừ liên tiếp tức là nó mở ra cho cờ lo trường chạy ra ngoài một cách vô tội vạ chạy rất là nhiều vậy thì á, là cờ lo trường chạy ra natri chạy ra nước chạy ra làm cho bệnh nhân cứ tiêu chảy ti chảy thật là nặng ha cái này là tiêu chảy thẩm thấu về cái enzyme tiêu hóa thức ăn thì ở trên ruột á, nó sẽ là bài tiết ra những cái enzyme để mà tiêu hóa cuối cùng. Hồi nãy trong quá trình mà mình nói là tiêu hóa đường đi thì ở những cái phân tử ở phía trên á là nó chỉ phân cắt ra được tới là thành sucrose nè. Sucrose nó là cái phân tử đường đôi bởi sự liên kết giữa fructose với là luco Mình có cái mansto là đường đôi với, bởi hai luco Lactose là sữa là đường bởi là galactose và luco Thì cho tới khi mà gặp cái dịch ruột mới có được cái men xuất ra men mansta, men lactstar thì lúc này nó mới cắt ra thành những phân tử đường đơn thì cái đường đơn này nó mới có thể là hấp thu được. À, protein nè thì ở dưới ruột này nó có cái peptida. Peptida này nó sẽ cắt ra tới phân tử axit amin cuối cùng lys ở đây thì nó sẽ phân cắt ra thành axit béo và glycerol. Thì vậy thì mãi cho tới khi nào mà có phân tử đường đơn nè, axit amin nè, axit béo thì lúc này là mới hấp thu. Hoạt động tiêu hóa và hấp thu thì tới giai đoạn này thức ăn mới được được tiêu hóa triệt để để đi vào cái sản phẩm cuối để có thể hấp thu được. Thì khi mà học cái hấp thu á thì mình sẽ phải phải nhớ Ờ, lúc nào mà nói là vận chuyển thụ động tức có nghĩa là cái chất này nó được khuếch tán chạy đi vào bên trong của tế bào niêm mạc ruột còn cái nào mà nói là vận chuyển tích cực là cái vận chuyển này nó cần phải có sự đồng vận chuyển với natri vậy thì có thể là sách viết là khuếch tán thì tự động mình phải phải biết đó là vận chuyển thụ động hay là sách viết là ở cái này là vận chuyển tích cực đi thì mình phải biết là cái này là nó phải có natri tức là viết như thế nào thì mình cũng phải hiểu được đây là một cái bức tranh tổng quát về cái quá trình của tiêu hóa carbon carbohydrate là tinh bột ha tinh bột khi mà mình ăn vào đi qua khoang miệng thì nhờ có cái amila của nước bọt nó sẽ tiêu hóa khoảng 20 cho tới 40% và ở đây nó sẽ là tinh bột uh, chính ha Rồi sau đó là phần còn lại nó sẽ nhờ cái amila tụy để mà tiêu hóa triệt để thì tới amila tụy thì nó cắt ra thành mang tô nè đường đôi nè đường đôi lacto là sữa mình uống nè sucro là đường mía thì á, những cái phân tử đường đường đôi này nó phải đi tới ruột để gặp mansta, để gặp lacta để gặp sucra thì khi này nó mới đường đơn rusto galacto và luco thì chỉ ba thành phần này nó mới có thể hấp thu được thì hấp thu đường hấp thu như thế nào đây là hấp thu đồng vận chuyển với natri thì đường nó sẽ là đồng vận chuyển với Natri thông qua một cái kênh là SGLT1 đi vào bên trong lòng của cái tế bào niêm mạc ruột. Hoặc là Brusto thì nó có hẳn một cái kênh là Brust5 đi vào trong tế bào niêm mạc ruột luôn. Rồi qua bên đây thì nó sẽ có một cái kênh là Brust2 để nó đẩy đi vào dịch kẻ. Thì từ dịch kẻ này nó sẽ nhờ những cái cơ chế đồng vận chuyển với Natri nữa để mà nó đi vào cái là thẩm thấu đi vào máu thì đó là quá trình hấp thu của cái cái tinh bột cái lưu cô cuối cùng đây là cái bức tranh của cái protein thì protein là pepsin tới thời điểm này thì mình mình phải nhớ là cái men nào nằm ở khu vực nào rồi Tới pepsin là qua wow, ở cái dạ dày ha thì tới pepsin này nó chỉ cắt thành những cái chuỗi axit amin ngắn hoặc là dài tùy ha thì những cái chuỗi axit amin này tiếp tục đi xuống tới tụy ở tụy thì có rất là nhiều cái men để mà tiêu hóa cái protein nè ha phải phải chịu khó thuộc trypsin chymotrypsin ha rồi rồi elasta vân vân thì tới đây là mình sẽ thấy là chuỗi axit amin dài trở thành chuỗi axit amin ngắn và có được một ít amino acid từ những cái amino acid này nó phải đi tới gặp cái men cuối cùng peptida của tụy thì ố lộn của dịch ruột thì nó mới trở thành cái amino acid cuối cùng. Amino acid cuối cùng này nó sẽ hấp thu vào tế bào niêm mạc ruột. Ở tế bào niêm mạc ruột á là đồng vận chuyển với natri nha, đồng vận chuyển với natri. Thì tế bào niêm mạc ruột á, nó không không đến nỗi xác khe lắm, thỉnh thoảng nó cũng có thể lấy được dipeptit hoặc là tripeptit, nhưng mà cái tế bào nào mà nó lụm chi Tiếp hay là tít thì ở bên trong tế bào của nó nó phải có được cái men để mà nó bẻ gãy cái đi hoặc là cái tri này trở thành amino acid cuối cùng thì cái sản phẩm cuối cùng đi ra để đẩy đi vào dịch kẽ và vào máu bắt buộc phải là phân tử acid amin lipid mở nhũ tương hóa trước chứ một miếng mỡ lớn thì sẽ không có làm được gì hết nhũ tương hóa xong gặp cái ly của tụy thì nó sẽ phân cắt trở thành axit béo. Ha, ở đây mình có là ví dụ triglyceride thì sẽ nhờ men gì? phospholipid nhờ men gì? cholesterol nhờ men gì? Ờ, hồi nãy tới giờ là cái tinh bột đường với là cái axit amin thì là từ ở bên ngoài của tế bào niêm mạc ở bên trong lòng ruột đi vào tế bào niêm mạc ruột ở dạng nào thì nó sẽ được tống đi ra đi ra uh, vào máu ở dạng đó. Nhưng đối với mỡ thì nó lại là khác. Từ những axit béo từ những monoglycerid sau khi mà nó vào tế bào của niêm mạc ruột, nó phải xảy ra cái quá trình chuyển hóa để tạo thành kilômicron để tạo thành triglyceric thì những cái phân tử này nó mới được tống đi vào trong máu và nó sẽ đi theo cái quá trình chuyển hóa của cái cholesterol ví dụ như là LDL, HDL vân vân hấp thu nước mình có một ngày có 9 lít nước đi qua ruột 9 lít nước đi qua ruột trong đó 7 lít được được bài tiết nên cho mình coi sao ra chính nha à, nước bọt tiết ra 1 rưỡi dạ dày tiết ra khoảng hai ngàn rưỡi thật ra con số nó sẽ không bao giờ chính xác đâu giống như hôm nay mấy anh chị hay đè ra mấy anh chị hỏi là ờ uh, nó sẽ là gì bữa trước mấy con anh chị hỏi không chấm mười giây hay là cái gì đó tất cả những cái cái um sách nó sẽ mô tả ở một cái mức mức độ án án gì đó chứ không không nó không thể nào là chính xác được ví dụ như trong sách này nó là ở cái ở cái slide này có một sách của tác giả viết là hai ngàn rưỡi có sách đó là sẽ viết là hai ngàn giống như cái cái trang kia thì nó sẽ quanh quanh ở khoảng đó và không không có ai đè mấy anh chị ra hỏi tới mà tiểu tiết những cái con số mà không thể nào chính xác được cho nên đừng có quá hoảng sợ để mà học những cái cái quá nhỏ thì đây là mình được cái bốn lít này mật 500 ml tụy 1.000 rưỡi vậy là 6 rồi tới ruột non tiết được một lít nữa vậy là mình có sẽ có được 7 lít 7 lít do chính cơ thể của mình tiết ra cộng với là mình hay khuyên bệnh nhân là mỗi một ngày cô chú bác đó phải là uống ít nhất từ 2 cho tới 3 lít thì vậy là mình có được là 9 lít tổng cộng đi qua ruột thì sau khi mà nó đi qua ruột đây nè thì nó sẽ hấp thu lại được 7 lít Vậy là cơ thể mình nó khôn lắm chứ bột. Nó tiết ra 7 lít thì nó sẽ lấy lại đủ 7 lít của nó. ha Rồi hai lít còn lại đó đó. Nó sẽ đi qua ở cái đoạn là à, ruột già, đại tràng. Thì ở hai cái lít này á, nó sẽ tiếp tục nó lấy đi một lít chính. Còn lại khoảng 100ml với là tác dụng là để làm mềm phân thôi. Thì đó là là cái hấp thu nước. Vậy thì ở trong sách á, mình còn nhiều cái nhiều cái khác ví dụ như là à, bài tiết hấp thu uh, ion sắt gì đó canxi gì đó nhiều nhựa bên dưới đó. nhưng mà là tôi sẽ cô động lại ở từ cái phần bài cái phần hấp thu nước trở về trên ha, thì sẽ là uh, cố gắng cảm mấy anh chị trong những cái khoảng này rồi như vậy là kết Kết quả của hoạt động tiêu hóa của ruột non thì tới thời điểm đây thì ruột non nó sẽ là tiêu hóa các phân tử thức ăn trở thành những phân tử nhỏ nhất và từ những cái phân tử nhỏ nhất đó nó sẽ hấp thu vào được ở phía bên trong ha. Mình dừng lại ở hấp thu nước ha, điện giải, muối khoáng, vitamin thì thôi tha ha. Học nhiều quá cũng mệt. Rồi, như vậy là cái cái phần của mình như vậy là là xong. dụ như bây giờ hỏi hỏi thôi là, à, à, chia sẻ những cái nào cô giải ở trên cái slide á, thì cho vòng cho vòng vòng ở trên đó có đúng hay không? Thì về mặt nguyên tắc á, là à, đề cương công bố thi như thế nào á? Thì là giảng viên có quyền cho ở trong đó. À, tuy nhiên á là sẽ cố gắng cho mấy anh chị trong những cái phần nào là là cô động nhất có thể tại vì lớp lớp ôn thì sẽ cô động những cái phần nào hơi khó đó thì là sẽ cố gắng như vậy chứ không phải là ở uh, cô cam kết sẽ hứa sẽ hứa là cho mấy anh chị uh, trong cái slide nhỏ mà có lọt đi ra ngoài cái đẻ ra thưa ở uh, cô nói vậy mà cô cho không có vậy cơ bản là học để uh, môn môn sinh lý nó làm môn điều kiện thôi nó cũng không phải là môn gì khó và và uh, bộ môn của không muốn làm cho mấy anh chị sẽ bị rớt bởi vì môn sinh lý cho nên là mấy anh chị cứ cứ học một cách cẩn thận một tí thì mình sẽ qua thôi chứ là mấy anh chị sẽ chọn nhau ở cái môn chuyên ngành kìa rồi như vậy ha sách thì đã có ở trên bộ môn rồi mấy anh chị nên mua cái quyển trắc nghiệm mới nha rồi chúc mọi người học tốt thi tốt ha